Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Xe Cỏ Hải Dương. Và mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 8 năm 2021, Vài Minh xin được lên sóng giới thiệu tới các bác một mẫu xe Mazda 3, một cái dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc anh chị nhá. Thì với chiếc Mazda 3 này được sản xuất vào năm 2011, nó là một mẫu xe phân khúc xe hatchback số tự động. Máy của nó thì chỉ có 1.6 thôi, cho nên là mức tiêu hao nhiên liệu của dòng xe này nó cực kỳ là tiết kiệm. Và cái thứ hai nữa là chúng ta có thể hình dung nó là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật, cho nên là về cái độ bền bỉ cũng như là thương hiệu và form dáng thì thực sự với anh chị các bạn nhìn nó khá là ok. Trong tầm tiền 325 triệu thì anh em có thể lựa chọn được xe gì, thương hiệu của Nhật này, Mazda, và thương hiệu của Hàn của Hyundai hoặc của Kia, và thương hiệu của Mỹ nữa thì có là Ford. Thì trong tầm giá 325 triệu để mà mua xe cũ thì chúng ta có thể mua được những cái dòng xe như là Ford Focus này, Ford Fiesta này, Kia Rio và Hyundai i20 vân vân. Đó, thì những cái dòng xe mà em kể tên thì riêng quan điểm cá nhân của em thì em đánh giá với chiếc Mazda 3 này, nó là một trong những chiếc xe mà em vừa kể tên, nó đã đứng top đầu, top số 1, kể cả nói về tổng thành nhá anh chị nhá, từ nội ngoại thất cũng như là thiết kế cũng như là thương hiệu và cái chất lượng của máy và số và tính ổn định của hệ thống điện đóm, thì chiếc xe này là một chiếc xe em đánh giá, riêng bản thân em là đánh giá nó là một chiếc xe số 1 trong tầm giá 325 triệu để mà lựa chọn một phân khúc xe nào đó nó thực sự là bền, nó đi vào lòng người rồi và được nhiều anh em tin dùng dòng xe này rồi, người ta vẫn đang sử dụng và trải nghiệm đó, nó rất là bền, cực kỳ lành luôn. Đặc biệt là gia đình nào mà chúng ta cần tìm một cái mẫu xe nhỏ gọn, form dáng đẹp mà để đi lại, đi công vụ nhiều, đi trong thành phố cũng như là phải đi cực kỳ nhiều luôn, thì chúng ta có thể lựa chọn dòng xe Nhật này để dã chiến anh chị nhá. Đó, tổng thành thì chúng ta cũng đã nhìn thấy kỹ rồi, thì em không muốn kể tên vì em muốn cho các bác xem qua nội thất. Thì trước khi đến nội thất, chúng ta hãy nhìn một dàn lốp của em nó nhá, còn tương đối là dày, và na răng đúc, phanh ABS và phanh đĩa 4 bánh. Đó, thiết kế của Mazda 3 thì anh em có thể thấy là nó rất là nhiều những cái đường vân dập nổi, nhìn tứ phương nhìn vào nó đều có những cái nét đẹp rất là riêng biệt. Đây ạ. Và bây giờ thì em sẽ vào trong nội thất nhá. Gương tích hợp xi nhan, cửa nóc đầy đủ anh em nhá. Đó, đây nội thất thì về cơ bản nội thất của nó thì còn như mới đến 95% rồi. Chúng ta nhìn thấy xe có trang bị màn hình DVD, camera lùi đầy đủ hết rồi. Vô lăng tích hợp giải trí đa phương tiện. Xe trang bị hai từ khí anh chị nhé. Và số tự động của Mazda 3 thì nó là số tự động có cả chế độ thể thao. Đó, có cả chế độ thể thao. Đây, chúng ta nhìn này, táp ni của nó khá là tươi. Và nội thất của nó thì còn zin nguyên bản theo xe anh chị nhé. Nội thất rất là đẹp, kể cả những hệ thống trần này. Đây, cửa nóc và trần mọi thứ đều vẫn là đẹp hết. Nói chung là xe này anh em mua về là chỉ việc đi thôi, đổ xăng và chạy thôi, còn đâu là chúng ta không cần phải làm bất cứ những chi tiết gì, dù là nhỏ nhất anh chị nhé. Đó, xe thì không có một nỗi nhỏ luôn. Đây, quay cho các bác cùng xem luôn nhé. Đây ạ, quay cho anh em để anh em có thể là xem được này. Đó, đây, chúng ta nhìn thấy rất là rõ ràng những cái chi tiết mà em quay cho anh chị và các bạn. Chúng ta ở xa thì gần như là chúng ta cũng có thể là xem được, hoặc là chúng ta nhờ anh em bạn bè biết về xe, anh em xem cho. Thì khi mà em quay như thế này thì gần như là 90% là anh em có thể đánh giá được cái chất lượng. Ngày xưa của nó là sơn zin, nó gần như là rất là nhiều luôn. Ngày xưa sơn zin của con này rất là nhiều, thì chủ đã sơn lại một cái màu để cho nó mới hơn này, đẹp hơn này. Đấy, so với cái màu trắng nguyên bản cũ của nó sẽ bị hơi ố, nó không được trắng sứ cam mây đẹp như thế này. Thế thì sơn ở ngoài là sơn lại một vòng rồi anh chị nhá. Và
Xe này em cam kết cho chúng ta là không có bị tai nạn đâm va ngập nước rồi, cho nên anh em có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề tai nạn đâm va ngập nước nhé. Đấy, nội thất của xe này rất là đẹp, vô lăng mọi thứ là còn nguyên bản như mới luôn, ghế da là ghế da di, nó không có rách vỡ gì cả. Các bạn nhìn là những chi tiết bản nề này zin hết rồi, bên trong này cũng là nguyên bản luôn, táp ni gần như là không có những vết xước soát nhá, keo chỉ zin 100% luôn anh chị nhá. Đấy, đằng cốp đằng sau xe này, đây là cốp mở điện chúng ta bấm này, đó, không gian cốp khá là rộng luôn, chúng ta có thể được để được thoải mái đồ bên trong. Và đời này thì chắc chắn rồi, về hệ thống gầm của nó thì không cần phải bàn tới anh chị nhá, gầm thẳng nì luôn, và là gần như là không có những hiện tượng gì han rỉ hay là mục mọt gì cả. Đó, chúng ta nhìn thấy cái hệ thống lốp này. Lốp của nó khá là nhỏ thôi, lốp dự phòng đủ để chúng ta có thể nắp vào, kể cả chị em phụ nữ cũng có thể là xách ra xách vào, rất là đơn giản vì lốp nó nhỏ mà. Đấy, nắp vào vẫn lăn bánh tốt, 70-80 cây. Hai bên máng nước nguyên zin hết. Ở những con ốc chưa có mở luôn. Keo chỉ cốp này các bác, nguyên zin luôn. Đây, ở đây nó có cái đó. Nguyên bản hết anh chị nhá, kể cả những cái mặt nhựa này các bác nhìn, những cái mặt nhựa này gần như là không có vết xước soát, trong khi đấy chúng ta có thể hình dung là nếu như anh chị và các bạn đi xem những cái dòng Mazda 3 bản hatchback hay là bất cứ xe khác thì chúng ta nhìn cái mặt nhựa sau xe có giữ gìn hay không, xe có thực sự là có để đồ cứng hay không, nhìn mặt nhựa sau nó đánh giá hết. Một chiếc xe mà đã 2011 nhưng mà cái nhựa đằng sau này còn như mới luôn, thậm chí những cái nỉ bên trong này. Đấy, kích nốt bên trong mọi thứ đây đầy đủ hết. Đó, những cái nỉ này bên trong này em nói là gì, nó còn như mới luôn. Đấy, nó không có những hiện tượng gì bị bẩn hay là ốm mốc mốc gì cả. Còn đâu là về máy móc của em nó đây. Xe thì có trang bị tương đối những cái đồ chơi nó cơ bản thôi, nó không có quá là cầu kỳ như nhiều hãng xe khác. 4 tầng nâng hạ kính điện thì nó đều có chế độ auto này. Đó. Gương gập điện này. Kính chỉnh gương chỉnh điện luôn. Vô lăng tích hợp giải trí đa phương tiện, màn hình DVD có thể kết nối qua YouTube. Định vị GPS sử dụng mạng 3G anh chị nhé. Đây là củ số thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là củ số zin. Củ số zin nhưng mà chúng ta nhìn được như thế này là còn khá là nguyên bản anh chị nhá. Nó không bị mòn. Tất cả chi tiết đồ bên trong xe cũng còn khá là đẹp. Odo chạy được 14 vạn. Cửa nóc đây. Đó. Cốp đây. Nói chung là xe này không có điểm gì để chúng ta có thể chê được trên chiếc xe này. Và trong tầm giá là chỉ có 325 triệu thôi. Quý vị anh chị các bạn quan tâm thì alo trực tiếp cho em Minh qua số điện thoại 0852 555 555 anh chị nhé. Đây là hệ thống động cơ của em nó này. Xe cam kết cho anh chị và các bạn là không bị tai nạn hay là đâm va hay là ngập nước gì cả. Xe nguyên bản luôn. Đó. Máy số zin anh chị nhé. Máy số zin. Hay toàn bộ những hệ thống đầu xe cabo nó nguyên bản hết. Máy số zin và zin luôn cả mặt nhá anh chị nhá. Zin luôn cả mặt máy luôn nhá. Keo mặt máy nòi ra cũng zin luôn. Cái dòng Mazda của Nhật này thì nó cực kỳ bền rồi, gần như là tỷ lệ ít chiếc xe nào mà nó phải làm lại máy lắm. Đèn bi salon siêu sáng. Rồi bây giờ em sẽ chạy cùng các bác chúng ta thử trải nghiệm một chiếc xe bản hatchback xem như thế nào nhá. Số tự động của cái dòng Mazda này thì số tự động nó là của Nhật, cho nên là cái cảm giác mà nó chuyển số ấy nó rất là nhanh anh chị nhá, cực nhanh luôn, nó chuyển số nó rất là mượt.
và cái cảm giác cách âm khá là ok, đầm chắc, chạy cảm giác rất đầm, rất chắc. Độ bốc tuyệt vời luôn, động cơ chỉ có 1.6 nhưng mà thực sự để mà nói đi những cái dòng xe hatchback thì nó rất là chủ động. Nên là thực sự chia sẻ anh chị các bạn như vậy, đồ đạc bên trong thì nó còn như mới rồi. Đấy, nhiều anh em có bổ xe cũ thế nọ thế kia nhưng mà như này thì nó cũng không khác gì xe mới cả anh chị nhá. Đấy, chạy rất là sướng. Chạy cực kỳ đầm chắc luôn. Đây là anh em ép căng ga lên để xem cái độ tăng tốc, độ bốc của nó, bỏ hai tay các bác này. Vô lăng im xịt luôn. Đó, gầm rất chắc. Số má di chuyển rất là mượt. Máy cực kỳ chất luôn. Dòng này đi rất chủ động nhá, em nhấn mạnh lại rồi. Các bác nhìn là vô lăng của nó. Nó khá là cân khi mà vẫn đi tốc độ loanh quanh hơn 100, bỏ hai tay ở cung đường thẳng. Cửa nóc nó rất là thoáng, mở cái rèm ra nhìn rất thoáng luôn. Cái ghế da sau này chúng ta nhìn thấy cái ghế da nó còn xịn, còn đẹp. Đúng không ạ? Rất là ok, trong tầm tiền 325 triệu chúng ta có ngay mẫu xe thương hiệu của Nhật, rất là bền bỉ, rất là đẹp. Và nó được nhiều anh em trên cả nước tin dùng rồi, chứ không phải là một thị trường xe gì đấy nó rất là mới, đúng không ạ? Nó là một chiếc xe rất là phổ thông. Và nếu như anh chị và các bạn nào mà chúng ta đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 đời 11 hatchback này, nói hơi nhiều nhưng xin lỗi các bác, thì anh chị và các bạn nào mà đang quan tâm, có nhu cầu thực sự, thì anh chị và các bạn hãy kết nối cho em Minh qua số Zalo là 0852 555 555, và nhắn tin cho em để em gửi hình ảnh chi tiết cho anh chị và các bạn cùng xem. Và ngoài việc là bên em bán ra thì em sẽ có nhận trao đổi tất cả các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng, chúng ta có thể trao đổi với nhau, hai bên có thể có các thêm tiền đó, để có thể là có được một cái không khí trao đổi, gần như là chúng ta đỡ phải mất thời gian là bán chiếc xe của chúng ta đi và chúng ta đi tìm một chiếc xe khác đó. Thì chúng ta trao đổi xe thì nó là một bài toán nó rất là hợp lý và rất là nhanh gọn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo từ cửa hàng. Anh em nào mới xem được video của em lần đầu thì hãy nhớ nút đăng ký theo dõi kênh nhé, để có thể được cập nhật và được theo dõi thường xuyên tất cả những mẫu xe về mới nhất từ cửa hàng bên em. Chào tất cả các bác. Thank you.